Đường phiền. Sai khoái vậy. Đường đỏ. Đây hơn mình một tí. Đường làm từ mía. Đúng sao nó không đúng. Đây là quân. Ông ấy gì? Không một trạng. Cái này bánh khảo nhờ, bánh khảo này lạ nhờ. Đợt trước có một. Cái này cái khuôn. Bạn xem cái này bánh khảo chuyên nghiệp chưa? Đóng bánh khảo. Cái con khảo. Các bạn không biết cái cọn cao. Các bạn người ở đây người ta hay còn gọi là cọn cao. Nhưng mà cái kinh là bánh khảo các bạn. Bạn biết cái món này không? Hình như ở lứa xuôi các bạn không làm cái món này đâu. Hầu như là không biết các bạn. Người biết rất ít. Cái này khi đóng xong rồi dùng một cái dao để cắt qua này các bạn. Đây là cái khuôn. Các bạn xem này. Thường là mỗi lần độ Tết về thường là giá thường đóng bánh khảo. Các bạn xem ở trên mạng, các bạn có thể search thêm, tìm hiểu thêm về cách đóng bánh khảo như nào. Ra nguyên liệu để bánh khảo ấy, đầu tiên các bạn này, nó có rất nhiều. Đây này, đây là những bánh khảo đã được đóng xong mà nó đóng xong và lấy ra một cái giấy để chúng ta chờ nó cứng lại này. Đây là con mềm đang đóng xong, những con mềm đó. Đây là nhân này, nhân này là nhân lạc. Đây là vừng, vừng đen. Vừng đen này nó rất là thơm và ngon. Vừng trắng cũng được. Đây là đường phiền. Đường phiền hay người ta là đường mía, các bạn làm từ cây mía ấy. Nó mới có đỏ đỏ này nè. Đường này là đóng bánh khảo nó mới vào các bạn. Đường này đóng nó mới vào. Cái đường này từ cây mía ấy, các bạn thường là thấy là nó có một cục to. Mỗi cục to có được 0,5kg hoặc là 1kg. Rồi đến là bột này, bột gạo nếp đã được sát ra. Gạo nếp sát nghiền nhỏ mà mịn. Cái gạo để mà sát ra ngày là gạo nếp. Gạo nếp này đã được rang ở trên chảo nó, không biết củi đúng không ạ. Phải rang trên chảo ấy. Cái này công phu lắm ạ. Cái này phải rang trên chảo, rang xong các bạn vừa chín tới rồi các bạn. Vừa chín tới để cho nó có một cái hương vị thơm ấy. Còn nếu mà các bạn chín quá rồi ấy, thì nó sẽ không ngon. Thì dạ, hoặc là chưa chín thì nó sẽ không có một cái mùi thơm hương của cái gạo các bạn. Sau khi chín xong, không chín xong ấy, các bạn chú ý này, các bạn sẽ lấy đi sát này, xem những video đó mình đã hướng dẫn trước đó rồi nó. Cái này sao đóng mạnh đi. Đó, đóng mạnh thì nó mới vào các bạn. Theo chuyên gia đóng bánh khảo lâu năm phải đóng mạnh như thế này nó mới vào. Lấy cái dao này, phải xem này, lấy cái dao này nó cắt đôi rồi cắt một đường nữa này. Đó, con xem cách đóng thấy chưa. Thường là những người thường bánh chưng, đấy, bánh chưng bánh khảo là ít khi thiếu lắm ạ. Ngày Tết người ta không, bây giờ người ta không ăn nhiều nhưng người ta cũng làm để có lệ để làm đúng không? Đấy. Là cái khuôn này người ta có thể làm bằng gỗ bạn. Cái tuổi thọ khuôn này mình cũng không biết bao lâu năm nữa. Cái này có thể là hơn tuổi của mình, hơn năm năm. Gần trăm năm, chả nói ở gần trăm năm thật đấy. Cái khuôn này từ đời ông bà của mình đã có rồi các bạn.
không nhớ là bao nhiêu năm đấy. Cái này xem có xin này ăn hương vị nhân này các bạn có thể làm nhân cũng ngon đấy. Cái nhân này các bạn có thể làm nhiều nhân khác nhau, nhân đậu xanh này đấy, các thứ khác nhau các bạn có thể chế biến. Các bạn cái này đợi cái này nó cái đường nó ăn vào ấy nên được nó, nhưng mà bây giờ mềm quá nó không chưa đóng phun được các bạn. Đó. Bây giờ các bạn tháo ra, thấy tháo ra chưa, có một cái chốt tháo ra giống như mở cửa khóa cửa vậy. Đó, tháo ra. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít rồi cứ tưởng khó mà nó đơn giản thôi. Đấy, thấy chưa? Vòng qua vòng lại là được một cái khuôn. Thực sự làm cái món này rất là công phu ạ. Đó, cho vào tờ giấy này, từ tờ giấy A0 phải không? Từ giấy A0 các bạn cắt đôi ra như này, thành giấy màu mè như này. Đó, cắt thứ hai, 1 2 3 4 đây chưa? Bây giờ cầm nó cái đường nó chưa cứng lại các bạn, nó chưa ăn, cầm nó có thể nó bị vỡ ăn. Cái này các bạn phải bắt buộc phải chọn đường phiền này, đường phèn này. Các bạn chọn đường khác là nó không vào đâu các bạn. Đường phèn này làm đóng bánh khảo nó mới vào. Cái đường mía ấy các bạn. Đó, đường mía. Các bạn xem cái công thức làm đường mía, mình sẽ để một cái đường link cái bài viết mình làm cái đường phèn ấy ở dưới phần description video, các bạn biết được cái công thức để làm thành một cái đường phèn như nào. Cái đường này là nó làm từ cái đường mía đấy. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thêm này, bây giờ chúng cắt đôi ra. Đó, thấy chưa? Cái này cái đây là cái bột của cái thế thì là gạo à, bên này là người ta gọi là gạo, bột gạo này đấy. Đấy, gạo này người ta kêu khai tím này, người ta sẽ sát trà sát với nhau, lấy đường này đấy các bạn, để cho nó hòa quyện giữa đường và bột này. Các bạn cái này nó kiểu như giống làm bánh mì ấy vậy, cái công đoạn này ấy. Đấy, công đoạn ra bánh mì cũng gần tương tự như thế này, nhưng mà bây giờ mình chỉ phải trà sát đường với cái bột này, bột gạo nếp này đấy. Đó. Để cho nó hòa quyện vào nhau để cho nó mới dính. Khi bạn lấy mà đóng như này nó mới dính, thấy chưa? Các bạn thấy công phu cũng rất nhiều công đoạn nhá. Đầu tiên các bạn phải chọn đi sát gạo này, chọn gạo tốt này, gạo nếp nha đấy. Sau khi sát xong thì các bạn cần phải lấy lên chảo lang này, lang xong lại đi sát này, sát xong bây giờ các bạn phải rất là nhiều công đoạn, cả đường nữa đấy. Đó, sát xong bây giờ các bạn mới sát hòa quyện giữa đường và bột. Đó, nhân này đấy, rất nhiều công đoạn nhiều lắm. Đó, bây giờ đã được một mẻ rồi, bây giờ chuẩn bị có mẻ thứ hai xuống này các bạn. Mình sẽ cũng để một cái đường link thông tin ở dưới phần description video để các bạn xem trực tiếp cái món bánh khảo này rõ hơn cái chi tiết bài viết đấy. Để các bạn nào thích thì tham khảo. Nhân tiện mình cũng làm về cái món bánh khảo này cho nên là mình làm một cái video để chia sẻ với các bạn nào biết thôi mình ạ. Đó. Thực sự các bạn có thể search ở trên mạng, trên này có rất là nhiều bài viết không liên quan đến cái thông tin này mà, cũng có rất là nhiều video ở trên mạng internet giới thiệu về cái này rồi các bạn. Đó. Đó. Các bạn xem này, bây giờ cái này cái bàn này đóng, rồi chúng ta lại đóng lại chuẩn bị một cái mẻ tiếp theo. Đây là hai mẻ rồi. Đó. Cái này xem. Còn mà. Gâu. Cái này tại sao lại lấy cái bột trắng này qua không ạ? Cái bột này nó không được hòa quyện với đường rồi nhá. Cái này nó trộn với đường là bởi vì là cho xuống như này, cái bột này là bột trắng giống như ở bên này.
cái này cho xuống để nó không dính. Các bạn, nó không dính với cái mặt dưới này, mặt dưới bàn đấy. Đó, cho nên là nó như thế, nó để nó không dính. Tí nữa ở đây có một lớp nữa, một lớp ở giữa nữa. Đấy, một lớp ở giữa này chúng ta cũng cho một cái nữa để cho nó không dính các bạn. Nó có tách là hai lớp này làm sao các bạn thấy chưa? Đó, tách hai lớp này này. Cái này ở dưới này có nhân đó, hai dòng nhân khác nhau đó. Đó.